Chúng ta lại đồng hành cùng nhau kem nhé. Hôm trước ta đã đi vào tìm hiểu bài nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống. Đó là nội dung đầu tiên của chủ đề nghị luận xã hội. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi cái nội dung thứ hai. Đó là cách làm bài nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống. Vậy thì trước hết ta tìm hiểu cái đề bài nghị luận về sự việc hiện tượng trong đời sống. Các cái dạng đề bài ứng với các dạng dạng bài. Vậy thì các em sẽ chú ý vào các cái đề bài có cụ thể có 4 đề bài ở sách giáo khoa của các em trang 20, 22, 23. Ở đây các em đều có sách, các em theo dõi trong sách. Chúng ta kết hợp học trong sách thì các em xem cho cô 4 cái đề bài đó. Để các em xem thử mỗi một đề bài như vậy thì yêu cầu chúng ta như thế nào. Thứ nhất là về cái nội dung, tức là đối tượng nghị luận cần bàn luận. Thứ hai là định hướng cái quan điểm tư tưởng đối với một đề bài đó như thế nào. Vậy thì đáp án của cô đề bài 1 rõ ràng là cái vấn đề mà nói đây, đó là cần bàn luận, đây là học sinh nghèo vượt khó học giỏi, nêu ra cái vấn đề đó và yêu cầu chúng ta phải trình bày một cái tấm gương về học sinh nghèo vượt khó học giỏi và nêu suy nghĩ của mình. Thì cái tấm gương đó có thể là cái tấm gương gần gũi với chúng ta, bạn bè của chúng ta trong lớp, trong trường. Thì các em sẽ viết về cái tấm gương đó, từ đó trình bày cái suy nghĩ của mình. Cái vấn đề thứ hai là cả nước lập quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Vậy thì các em thấy cái hành động này như thế nào? Thì các em phải trình bày về cái vấn đề đó. Và cái đề thứ ba, thì một số bạn cũng ít nhiều đã có thể nói là như thế nào, đặc biệt bị cái trò chơi điện tử cuốn hút. Và đây là cái vấn đề mà được phụ huynh, nhà trường quan tâm, từ cái sự quan tâm, lo lắng. Cho nên vấn đề thứ ba đó là nêu cái vấn đề đó là học sinh mãi chơi điện tử bỏ học nhiều. Vậy thì em nhìn nhận về cái vấn đề đó như thế nào và trình bày nêu ý kiến của mình. Ba đề chúng ta đã tìm hiểu xong. Riêng cái đề 4 kia là thông qua câu chuyện, người ta cho ta câu chuyện, ta đọc, ta suy nghĩ, từ đó ta nêu suy nghĩ nhận xét của mình. Thì đây là một cái dạng bài mới của nghị luận xã hội, đó là nghị luận về một mẫu chuyện, thường là mẫu chuyện ngắn. Trong cái mẫu chuyện đó, người viết sẽ trình bày một cái vấn đề. Cái vấn đề đó có khi là thuộc cái sự việc hiện tượng của đời sống, có khi là thuộc một cái tư tưởng, một cái đạo lý, tùy từng cái mẫu chuyện. Vậy thì đối với cái dạng đề thứ tư này này, nó khác. Chúng ta phải đọc câu chuyện, đọc cái mẫu chuyện đó và phải biết được cái thông điệp mà mẫu chuyện đó muốn gửi gắm đến bạn đọc là gì. Xác định cái thông điệp đó nó thuộc cái sự việc hiện tượng trong đời sống hay là tư tưởng đạo lý. Từ đó thì chúng ta phải có cái hướng làm bài đúng với các cái dạng bài mà chúng ta học. Đề 4. Vậy thì từ việc tìm hiểu 4 cái đề, đề 1, đề 2, đề 3, đề 4, thì các em rút ra cái điểm khác nhau và điểm giống. Thì ở đây giống khác lúc nãy giờ cô giảng cô một cái đã có đá vào đấy. Em nào mà chú ý thì các em đã thấy thì đáp án của chúng ta đấy, về cái điểm giống thì như thế nào đấy. Thì cái câu hỏi khi nãy cô nói tìm hiểu đề thì chỉ ra điểm giống điểm khác, vậy thì đáp án sẽ như thế nào? Điểm khác đề 4 so với đấy, cô đã giảng chưa?
đưa ra câu chuyện đề 4 thì yêu cầu chúng ta nhận xét đánh giá về câu chuyện vẫn được đề được nêu ra. Đây lúc nãy cô nói đó là bằng cái thông điệp gián tiếp. Còn đề 1, 2, 3 là đều vấn đề trực tiếp. Và điểm giống đó là đề đều yêu cầu người viết trình bày quan điểm tư tưởng tình cảm của mình về vấn đề được nêu bằng cách đó là bàn luận, đúng không? Đánh giá, nhận xét. Cái điểm giống nó là đều là đề bài nghị luận về sự việc hiện tượng, rồi nghị luận về mẫu chuyện, đều là cái điểm giống. Đây là nghị luận, đúng không? Điểm giống cơ bản. Vậy thì Kem đã tìm hiểu xong các cái đề bài. Bây giờ cái cơ bản của chúng ta đó là đi vào tìm hiểu cách làm bài nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống để chúng ta thực hành. Kem chuyển qua phần B cho cô. Cách làm bài nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống. Vậy thì để cho các em dễ theo dõi thì cô cũng lấy lại cái đề bài trong sách để chúng ta thực hiện các cái bước làm bài. Đề bài sách giáo khoa trang 23 thì cái đề bài này người ta cho các em rõ ràng đó là bàn luận về sự việc gì. Các em đọc cái đề bài đó cho cô xem cái đề bài đó. Vậy thì rõ ràng chúng ta tìm hiểu đề thứ nhất, đây là thuộc dạng đề gì các em? Đề nghị luận về thể loại, nó nghị luận. Thứ hai, nội dung đó là bày tỏ ý kiến về hiện tượng mà báo đã đưa tin, đó là đưa tin về em Phạm Văn Nghĩa, và đây cũng là một tấm gương, gương tốt đấy. Thì đó là tìm hiểu đề để xong. Bây giờ bước thứ hai để làm bài được thì các em phải đi vào tìm ý. Vậy thì cô giúp các em tìm ý cái đề này bằng cách nào? Bây giờ các em tìm cho cô những biểu hiện của em Phạm Văn Nghĩa và những biểu hiện ấy có ý nghĩa như thế nào, tức là chúng ta đã tìm được các cái ý, đúng không? Đấy. Vậy thì gợi ý của cô, những biểu hiện của hiện tượng về em Phạm Văn Nghĩa đó là khi ra đồng thì giúp đỡ mẹ trồng trọt, khi về nhà thì giúp đỡ mẹ làm việc nhà như nuôi gà, nuôi heo. Vậy thì ý nghĩa của những việc em Nghĩa làm đó như thế nào? Chứng tỏ Nghĩa là một người biết yêu thương mẹ, là người là biết sắp xếp thời gian hợp lý, biết kết hợp học với hành. Hơn nữa ở đây chúng ta thấy Nghĩa là một người sáng tạo. Như vậy ý nghĩa việc làm đó nói tóm lại thể hiện Phạm Văn Nghĩa là một người con ngoan trò giỏi, đúng không? Chính vì vậy về ý nghĩa thì tóm lại Phạm Văn Nghĩa, ở đây là cô ghi tắt Phạm Văn Nghĩa, chẳng phải Nghĩa là Phạm Văn Nghĩa là tấm gương đáng để cho mọi người, đặc biệt là các em học sinh, lứa tuổi các em học tập. Như vậy đây là chúng ta đã thực hành xong cái bước tìm ý. Sau khi có các ý rồi thì chúng ta sẽ sắp xếp các cái ý đó theo một trình tự hợp lý. Đó chính là bố cục ba phần dàn ý. Chúng ta lập cái dàn ý của đề bài này như thế nào? Về mở bài, thứ nhất là giới thiệu về hiện tượng em Phạm Văn Nghĩa. Thứ hai là nhận định tổng quát, đây là tấm gương tiêu biểu, học sinh chăm chỉ, yêu quý cha mẹ, mà nói tóm lại đó là con ngoan trò. Trong phần thân bài thì chúng ta sắp xếp những ý này. Thứ nhất, những biểu hiện về việc làm của em Nghĩa thì ta nói lại, khi ra đồng thì làm cái việc gì, khi về nhà, cái phần này là cô không nói lại được, vừa nói xong. Rồi ý nghĩa việc làm đó, rồi ta đánh giá nhận xét về việc làm của Nghĩa.
Nghĩa là tấm gương đáng để chúng ta học tập. Ta nói tắt, ta không nói họ tên nữa, ghi dài quá đúng không? Rồi, vì thế mọi học sinh phải phấn đấu, phải biết yêu thương giúp đỡ cha mẹ, phải biết sáng tạo trong học tập, phải biết ngoan ngoãn đúng không? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, như lời Bác Hồ đã dạy. Từ đó các liên hệ mở rộng vấn đề học tập tấm gương của Phạm Văn Nghĩa. Học tập cái tốt thì chúng ta phải phê phán những cái xấu, tức là đối với những bạn chưa ngoan, chưa biết giúp đỡ gia đình, còn làm phiền lòng cha mẹ, chưa biết sống tự lập thì chúng ta phải phê phán, phải lên án. Đó là ta mở rộng và liên hệ vấn đề. Phần kết bài thì chúng ta khẳng định nghĩa là tấm gương đáng học tập và noi theo. Liên hệ bản thân chúng ta trong học tập và thái độ ứng xử của cha mẹ. Như vậy chúng ta đã thực hiện 3 bước làm bài. Tìm hiểu đề, tìm ý. Thứ ba là lập tràng bài. Sau khi có tràng bài rồi thì chúng ta đi vào viết bài. Thì viết bài thì ở đây cô mở bài một cái ví dụ của đề bài đó. Ở đâu đó rất nhiều nơi trong trường học, có nhiều bạn học sinh ham chơi lười học, ý thức kém, nhưng vẫn có nhiều bạn tuổi nhỏ mà chí lớn, chăm học, chăm làm, yêu thương cha mẹ. Và tiêu biểu phải kể đến đó là tấm gương bạn Phạm Văn Nghĩa, tấm gương mà Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương bạn Nghĩa. Thì đây là cái mở bài sơ sơ của cô để em thấy được. Đấy. Còn có mở bài theo cách nào đấy? À, phản vấn đề. Đưa ra đâu đó những bạn chưa ngoan chưa? Để làm nổi bật cái tấm gương Phạm Văn Nghĩa. Còn các cái phần thân bài, các em sẽ dựa vào đó. Cái nhà lý đã có để các em viết. Sau khi chúng ta viết bài rồi, thì bước cuối cùng để cho hoàn chỉnh bài viết, không chỉ riêng nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống, mà bài viết tập làm văn nói chung đều thực hiện cái bước này. Nhiều bạn bỏ qua cái bước này, đó là đọc lại và viết bài viết và sửa chữa. Thì sửa chữa ở đây là sửa đổi chính tả là chủ yếu. Sửa đổi chính tả. Ta đọc lại. Chỗ nào ta cảm thấy diệt đạt chứ được thì ta có thể sai, dùng từ sai có thể như thế nào, dùng từ là. Rồi viết sai chính tả ta sửa lại. Thì đó là 5 bước để làm bài nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống nói chung, cô xin lỗi nói riêng, và bài viết tập làm văn mọi thể loại của chúng ta nói chung. Vậy thì để giúp các em tự tin hơn trong việc thực hành làm bài văn nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống, thì cô sẽ giới thiệu đến các em, cô sẽ trao cho các em một cái chiếc chìa khóa để các em có cái cơ sở. Thì đây chính là cái dàn bài chung của cô. Cái dàn bài chung của cô đây này, dàn bài chung của cô khi mà làm bài văn nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống thì các em phải mở bài có 2 ý: giới thiệu sự việc hiện tượng cần bàn luận, mở ra hướng giải quyết, suy nghĩ về vấn đề đó như thế nào. Sang phần thân bài thì thứ nhất chúng ta phải giải thích sự việc hiện tượng. Tuy nhiên cái vấn đề giải thích này không phải dễ. Có những sự việc hiện tượng chúng ta biết, nhưng mà có sự việc hiện tượng chúng ta không biết, thì chúng ta phải tìm hiểu em, tìm hiểu để hiểu nhiều. Thứ hai đó là bàn luận về sự việc hiện tượng. Bàn luận như thế nào? Phân tích các mặt, các biểu hiện của sự việc hiện tượng cần bàn luận. Nếu đánh giá nhận xét về đúng sai lợi hại, từ đó ta bày tỏ, nếu mà đúng chúng ta bày tỏ thái độ đồng tình, biểu dương. Nếu mà sai mà đem lại cái hại cho mọi người thì ta lên án, ta phê phán. Thứ ba là chúng ta đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của sự việc hiện tượng ấy, từ đó nêu phương hướng khắc phục những cái tiêu cực và phát huy tích cực, cái mặt tích cực của sự việc hiện tượng. Cái phương nêu phương hướng này chính là đưa ra cái giải pháp. Tiếp theo
là các em phải rút ra bài học nhận thức hành động trong cuộc sống, liên hệ bản thân và thực tế đời sống, rút ra bài học. Cái hướng đề xuất ở đây tức là cái ý kiến của các em khi mà bàn luận về vấn đề đó thì các em có cái ý kiến gì, đưa ra cái giải pháp riêng của bản thân để cái cách sống, cách ứng xử nói chung. Phần kết bài thì các em nhìn nhận đánh giá chung về sự việc hiện tượng đã bàn luận, từ đó mở rộng nâng cao vấn đề. Thì đây chính là cái giàn bài chung mà cô nói là cái chìa khóa để các em làm bài. Vậy thì cái phần lý thuyết trong nội dung bài giảng của cô trình bày thì đến đây là hết. Nhưng mà để các em khắc sâu hơn kiến thức lý thuyết mà chúng ta học thì cô cùng các em chúng ta chuyển qua cái phần luyện tập thực hành, phần đề bài luyện tập. Vậy thì cái đề bài của cô yêu cầu chúng ta lập dàn ý cho đề bài sau. Đề bài: trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp vừa qua, không những vừa qua mà đến hiện nay, một số người đã có những việc làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch cũng như ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Và trong đó, cái vấn đề đưa tin giả là một trong những thực trạng đáng báo động. Đưa tin giả vừa qua thì em hãy trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề đó. Vậy thì đây là nghị luận về một cái sự việc, cái hiện tượng trong đời sống. Cụ thể đây là cái thực trạng đưa tin giả trong cái đợt phòng chống dịch COVID-19, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ lập giảng ý cho đề bài sau. Vậy thì ở đây cô cùng các em chúng ta sẽ đi vào tham khảo cái đề bài mà cô đã gợi ý cho các em. Phần mở bài, chúng ta nêu vấn đề nghị luận ở đây là thực sản đưa tin giả, tức là cái tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua. Cái thứ hai là chúng ta giải quyết cái vấn đề đó như thế nào, đây là vấn đề như thế nào các em, đáng khen hay đáng chê? Rõ ràng là đáng chê, cần phải cảnh, đúng không? Sang phần thân bài thì thứ nhất là ta bàn luận về cái tin giả, tức là lý giải tin giả là tin như thế nào. Đây là cái tin thất thiệt, tức là tin không có thật, tin bịa đặt, không có một cái cơ sở nào hết, thiếu căn cứ, người này truyền người kia, nhưng mà sự thật hoàn toàn không có. Thứ hai là thực trạng. Vậy thì cái thực trạng ở đây như thế nào thì cô đi vào cái thực trạng chung rồi thực trạng riêng. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như đề bài đã nói, đó là cái thực trạng. Cái thực trạng thứ hai, trước cái tình hình diễn biến phức tạp vậy thì tâm lý lo lắng của mọi người, ai ai cũng bất an và lo lắng, đó là cái thực trạng. Vậy thì trước cái tâm lý lo lắng này thì thực tế một số người đã vi phạm đưa tin giả, mục đích của họ như thế nào thì chốc nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái mục đích, cái nguyên nhân. Vậy thì cái thực trạng thứ tư nữa, đó là các cái trang báo mạng vô cùng phong phú, trong đó các cái thông tin thất thiệt cũng nhiều em ạ. Họ mạo danh các cái trang báo không chính thống để đưa tin. Cho nên các em lưu ý cho cô, khi đọc tin thì chúng ta phải tìm hiểu và suy xét, chứ không phải cứ thấy là tin rồi thấy là đưa tin, chia sẻ lung tung được, đúng không? Vậy thì tìm hiểu cái thực trạng thì ta thấy được cái nguyên nhân của thực trạng này là do đâu, hoặc là cái thực trạng này nó đã đem đến cái tác hại như thế nào. Đấy, ta đi tiếp theo cái tác hại việc đưa tin giả theo các em. Đấy, đưa đến cái tác hại gì cho công tác phòng chống dịch cũng như cái đời sống của người dân.
Vậy thì một số tác hại đáng kể, trước hết là gây khó khăn cho việc tổ chức chỉ đạo phòng chống dịch. Thứ hai, đó là gây ra cái tâm lý hoang mang, lo lắng mà cô đó nói, đó là bất an trong cộng đồng, không yên tâm. Thứ ba, đó là làm đảo lộn cái trật tự xã hội. Các em thấy, nếu như thông tin giả, thì đặc biệt là những cái người già, thì họ nghe vậy là họ hay sợ, cho nên là chen nhấn nhau đi mua hàng dự trữ, cho nên là giá cả thì leo thang, làm đảo lộn cái trật tự xã hội. Thì cái này các em có thể dễ dàng đưa dẫn chứng ra được không? Đó là vừa qua các em theo dõi thì các em thấy được dẫn chứng rõ ràng rồi. Thì đây là cái dàn bài gợi ý cho cô, cho nên các em dẫn chứng thì các em tự đưa ra để các em làm cái bài viết của mình phong phú hơn khi gặp cái đề bài này. Đồng thời, cái việc đưa tin giả các em có biết tạo cái cơ hội tiếp tay cho những kẻ lợi dụng cơ hội, tức là cái người đầu tiên đưa cái tin thất thiệt, mình thấy, mình không suy nghĩ, mình không soi xét, mình lại tiếp tục cái truyền tin, thì tạo cơ hội cho họ đạt được cái mục đích xấu. Đó là những cái kẻ chống phá đảng nhà nước ta. Cho nên chúng ta phải chú ý, bởi cái tác hại của cái thực trạng đưa tin giả là không nhỏ. Vậy thì ta tìm hiểu cái nguyên nhân của cái thực trạng đưa tin giả này như thế nào. Chủ yếu do ý thức kém, thiếu hiểu biết của một số người trong xã hội. Thiếu hiểu biết. Cũng có trường hợp họ bị lôi kéo, bị dụ dỗ của những cái kẻ có ý chống phá. Đem lại, họ muốn đem lại cái tác hại này, đưa đến cái tác hại này, cho nên họ lôi kéo dụ dỗ mình. Rồi cũng có trường hợp đó là tuổi trẻ nông nổi, thích câu like câu view nổi tiếng, mục đích. Ngoài ra, cái sự thiếu hiểu biết của một số người đọc thấy tin, cho nên dễ tin, nhẹ dạ cả tin do họ thiếu hiểu biết, họ nông nổi. Hoặc cũng có người thì cái tâm lý hoảng loạn, thấy vậy là chia sẻ. Rồi cái tin giả đó đấy được lan truyền rộng rãi. Thì cái trường hợp tâm lý hoảng loạn này các em cũng xảy ra ở nhiều người. Khi mà chính quyền, cơ quan mời lên làm việc, họ đưa tin giả, thì có người cái nét mặt cũng là sợ sệt, lo lắng, và họ khai thật, đó là họ thấy tin, nghe nói vậy, thì họ không hiểu biết gì, thì họ đã đăng, đưa tin. Rồi họ cũng năn nỉ, van xin là tha cho họ, bởi vì họ là quá là hoảng loạn, sợ, cho nên là không suy nghĩ chín chắn, cho nên đã đưa cái tin sai. Nhưng mà pháp luật thì không thể là có cái sự là năn nỉ, van xin. Cuối cùng thì họ cũng phải chịu những cái hình phạt tùy vào cái mức độ vi phạm. Vậy thì từ việc tìm ra nguyên nhân thì ta khắc phục những cái nguyên nhân đó như thế nào? Nhà nước ta đã mạnh tay xử phạt, răn đe bằng luật pháp với các cái mức độ vi phạm khác nhau. Phạt tù, vi phạm nặng là phạt tù. Các em có dẫn chứng được không? À, cái này cô xem thử bạn nào. Nếu ra đề này bạn nào là cái bạn mà tìm hiểu chính xác nhất, đã có trường hợp phạt tù, đưa thời sự rồi. Đấy. Thứ hai là phạt hành chính thì vô kể. Vô kể, đúng không? Nhiều trường hợp. Đấy. Đó là cái biện pháp mạnh của nhà nước ta. Thứ hai, đó là giáo dục tuyên truyền. Bằng cái hình thức phạt răn đe này cũng để giáo dục tuyên truyền đến mọi người. Còn cái mà chúng ta thấy đó là chúng ta ai ai cũng phải tin tưởng vào sự chỉ đạo tài tình của đảng ta trong công tác phòng chống dịch, đúng không? Thì chúng ta không nghe những cái tin giả, cho nên chúng ta không được. Rồi tiếp thu các cái trang báo chính thống để hiểu rõ đúng tình hình dịch bệnh, chủ yếu là thông tin từ Bộ Y tế qua chương trình thời sự là cái thông tin chính
chính nhân, xác thực nhất, thì chúng ta nghe để chúng ta có cái hướng phòng phòng tránh, đúng không? Vậy thì cái thực trạng đưa tin giả này nó cũng xảy ra ít, giống nhiều các em. Phần lớn nhân dân ta đã có ý thức tốt trong việc phòng chống dịch, ta đánh giá nhìn nhận về cái vấn đề đó. Đặc biệt ở tất cả mọi nơi đều lan tỏa cái tinh thần tương thân tương ái và có ý thức chống dịch, và điều này đã làm cho các nước trên thế giới phải ngưỡng mộ, khâm phục các em. Chúng ta đánh giá nhìn nhận, sau khi mà chúng ta biết thì chúng ta nhìn nhận vấn đề như vậy. Các em chuyển qua phần kết bài thì chúng ta đánh giá chung về tình trạng cái đưa tin giả hành vi đáng lên án. Mỗi người chúng ta không được vi phạm, không chỉ cũng được vi phạm mà chúng ta phải như thế nào, phải lên án cái thực trạng đó. Còn đối với học sinh chúng ta thì các em phải có cái sự hiểu biết đúng đắn, bình tĩnh suy xét trước các thông tin. Chúng ta không chia sẻ thông tin một cách bừa bãi tùy tiện, chúng ta lên mạng, chúng ta học tập, chúng ta tìm hiểu các cái thông tin mà bổ ích, chứ chúng ta không cứ thấy lên mạng để mà chia sẻ bừa bãi tùy tiện, nó không được, vi phạm cái an ninh mạng. Đồng thời luôn là chúng ta, mỗi chúng ta luôn là những tuyên truyền viên tích cực để giúp người thân và những người chung quanh ta phòng chống dịch tốt hơn. Thì cái phần kết bài các em đánh giá như vậy, từ một cái đề bài có cái tính thời sự hiện nay, đúng không, thì cô đã giúp các em giải quyết cái đề bài đó như thế nào. Thì cái tốt nhất là chúng ta nên viết lại cái bài này hoàn chỉnh theo cái hướng mà cô đã gợi ý. Bởi vì cái thời gian này trong các tiết dạy thì cô cũng cho các em bài tập rất là nhiều rồi, cho nên cái bài này cũng vừa khuyến khích và vừa động viên các em làm để chúng ta có một cái vấn đề mới, tạo cho mình một cái hành trang về cái vấn đề mà hiện nay là đang là vấn đề thời sự. Thì cái bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Bây giờ các em chú ý nghe lời giảng của cô nhé. Thì tuần sau, tức là cái tuần 24 ấy, chúng ta đi học trở lại ấy, thì các em có 2 tiết bài viết ở lớp. Chúng ta viết bài tập làm văn số 5 thì về nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống. Vậy các em chuẩn bị cho cô các cái vấn đề sau. Trước hết là cái đề bài ở phần luyện tập, cô đã cho các em cái dàn bài gợi ý. Cái vấn đề tiếp theo thì các em chuẩn bị thêm cho cô, đó là suy nghĩ, trình bày cái suy nghĩ của em về hiện tượng trốn cách ly trong cái mùa dịch vừa qua. Cái hiện tượng này xảy ra ở một số người thôi, nhưng mà các em trình bày suy nghĩ của mình cho cái vấn đề đó. Đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề tiếp theo thì cái vấn đề rất quen thuộc, đó là các em nghị luận về cái thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Như vậy là có 3 vấn đề các em chuẩn bị để chúng ta viết bài tập làm văn số 5. Vậy thì cô mong rằng các em cố gắng chuẩn bị bài thật tốt để hôm viết bài ở lớp mà các em đạt cái hiệu quả cao hơn. Các em luôn luôn học tập tốt. Chào các em.